Cũng trong sáng ngày 13 tháng 6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện lệnh giám đốc các công ty thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang về việc điều chỉnh xả lũ các hồ thủy điện. Trước dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc kéo dài trong 3 ngày tới, thì Ban Chỉ đạo yêu cầu Thủy điện Hòa Bình mở tiếp thêm 2 cửa xả đáy để xả lũ trong hôm nay. Vào 7 giờ sáng 13 tháng 6, thì hồ Sơn La đang mở một cửa xả đáy với lưu lượng là 1.684 mét khối trên giây. Hồ Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng là 3.324 mét khối trên giây. Hồ Tuyên Quang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng là 992 mét khối trên giây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm và có nơi vượt ngưỡng 120. Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được Thủ tướng ban hành, thì để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình là 200 m, mực nước hồ Hòa Bình về cao trình là 105 m, mực nước hồ Tuyên Quang về cao trình là 105,2 m trước ngày 15 tháng 6. Do đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã lệnh công ty Thủy điện Sơn La mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 6. Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào lúc 14 giờ và mở cửa xả đáy thứ 4 vào lúc 20 giờ ngày 13 tháng 6. Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy vào lúc 16 giờ ngày 13 tháng 6.